Boy, mình đi đâu thế? Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với con gà này. À, không phải. Đây là Seri Survival Island sinh tồn trên đảo. Thì chơi thôi. À, tập trước mình làm được nhiều thứ và các bạn nhiều bạn kêu mình là cái đông bia ông là cái đảo dưới là cái vực sâu, còn nhiều bạn kêu là cái spawn nhện, chả biết thằng nào đúng nữa. Không ngờ mình cứ tưởng mình rốt tiếng Anh, ai ngờ có người rốt chung với mình đậu xanh, bởi vì trong hai cái đấy nhắc là chắc chắn sẽ có người sai và người sai sẽ rốt tiếng Anh. Mình cũng chưa lên Google mình dịch nữa bởi vì mình không có thời gian, mình phải làm rất nhiều clip cho các bạn xem, nếu không các bạn lại kêu là sao anh làm ít clip vậy. Các bạn hiểu không? Thế các bạn đừng dục nữa. Dục sốt cả ruột. Dục. Vậy mình đã hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó chính là đào 10 cái. Và các bạn kêu cầm cái cuốc này đào thì nó sẽ dễ ra các vùng cây hơn. Trong ở chỗ này thì dễ được hơn này. Trong ở gần cái đá phát sáng này. Đây rồi. Và nhiều bạn kêu mình đào xuống dưới thì mình sẽ đào xuống dưới. À, phải nghe lời anh em chứ. Không nghe lời anh em là thiệt đấy. Gì đây, đá cuội. Đồ ơi, đây. Mình đang để đồ khá hành tinh. Nhưng không sao. Là một cái xẻng để đào xuống dưới. Ờ, cái cúp đồ ơi. Đây. Mình đang làm cái đờ phép gì này. Đào này. Rồi. Xẻng. Mình nghĩ đào dưới cũng là một cái phương án hợp lý. La. Đây chính là cái chỗ mà tập trước mình đào đây. Đào đã bị nước biển nó khỏa lấp đây. Nếu vậy mình sẽ đào về cái hướng hướng này đi. Đây, hướng đào về hướng này. Có than là mình có thể làm được đuốc. Được đấy. Có tiếng nhện. Để mở tiếng to to lên để có thể nghe tiếng nhện nào. Sinh vật ác là phun đấy nha. Vừa nghe tiếng nhện. Ơ chết. Còn ngừa như nó. Bãi nó trôi thi ra đây kìa. Ôi. Để mình lên mình xem là mình có tiếng nhện anh em ạ. Ây à. Ây à. Đây. Vậy là mình đã đào quá rồi. Vậy bây giờ đào xuống tiếp rồi. Lấy này. Đỡ phắc. La. Có tiếng nhện ở dưới đây. Hình như đúng, mình đang đào đúng hướng. Đúng cái hướng than này là sẽ ra nhện. Đây. Ồ, càng ngày càng to anh em ạ. Hay nó phía dưới nhỉ? Nó phía dưới hay bên trước mặt đây? La. Làm đuốc á. Làm đuốc là có gì nếu mà nó ra cái lồng spawn thì mình sẽ... Chắc ở dưới à? Vẫn chưa biết. Cắm cái đuốc vào xem. Ở dưới không có gì. Lại quên à, dưa. Mình sẽ cố gắng làm mấy cái như gọi là cái chỗ để mà đâu nhỉ? Mấy này kêu ngứa cả đít. Được không? Đây hướng này. Đúng rồi, hình như mình đang đào đúng hướng rồi. Hoặc nó sẽ ở dưới. Đây có đá nè. Rồi chắc chỗ này rồi. Có đá này, đá khác người nè. Đấy biết ngay rồi. Nhện này. Đuốc rồi ta. Đây, được rồi. Vậy là mình đã tìm được cái chỗ spawn nhện rồi. Cũng đơn giản.
Wow, dưới đây có dương này. Ủa nhiều nhận đấy. Thế rất máu rồi, thôi đỡ phát rồi. Đỡ phát tầm này rồi. Chết rồi, chết rồi. Bị hấp rồi. À quên chỉnh keep inventory ạ. Ủa sao mới vào lại xuất hiện ở trên đây. Thế cơ mà. Chưa có cây nào chín, chưa có cây nào được nữa. Mình có cất kiếm rồi ơi. Có cái kiếm quan trọng nhất thì lại cất ở đây. Vãi mình thật. À đây. Ủa không phải đây à? Chết tôi. Giờ sau lên. À đây máy thế có cái này. Vôn. Đây. Mấy cưng. Mấy cưng. Mấy cưng. Mấy cưng. Mấy cưng. Từ vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa. Mấy cưng. Đây có đường vào nè. Chắc cái này là cái đung Geon gì rồi. Rồi. Giờ đây có bò nữa cơ. Hay à. Hay dạ. Ủa tưởng đi đâu. Mấy cái này điểm gì. À có nhện này. Tôi nhận 9 cái. Có tiếng bò với kiều gì ở xung quanh rồi. Đọc cái cuốn nhiệm vụ nào. Ủa có một cái cuốn nhiệm vụ nữa mà. Ủa để trên kia rồi. Thôi kệ, mình sẽ vô hiệu hóa cái lồng rồi đã. Bởi vì mình sẽ còn cần đến chắc luôn. Thề. Có tiếng bò sao ở dưới đây có tiếng bò nhỉ. Hư cấu vốn cái trò này đúng không? Nghe tiếng bò đâu ấy. Đào thứ nào. Ồ, what? Vừa đổi cái xẻng mà. Đây. Ok. Ok. The fuck. Tiếng bò đâu ấy nhỉ? Toàn đất thế này, sao mình không ngờ dưới đây có đất thế. Không ngờ cái chó nó lấy vậy. Biển đâu, nếu mà mình sẽ đi tiếp vào đây, đào đây. Không có à. Ồ, đây có một cái cầu thang, ui. Một cái này gọi là cái gì nhỉ. Một cái đền thờ, à không phải. Khu, khu mỏ bỏ hoang, vậy. Vậy dưới đây chắc chắn sẽ có kim cương. Nhưng mình lại không có than. Mày không dành thế. Kìa để đừng lên đúng không. Cái gì á. Cắm cái đuốc ở đây. Để biết là chỗ đây chứ là đừng lên. Đây có mấy cái đường ray. Ê có mấy con slam này ngon. Không có đuốc anh em ạ. Đây có than đây. Ồ đây nhiều than thế. Rồi lấy than thôi. Lẽ ra mấy cái trò này phải để hardcore ấy. Để chết một lần thì mình sẽ nghỉ luôn. Mình thích vậy hơn. Mấy trò đây là mấy trò kiểu phiêu lưu chứ không phải là kia. Rồi. Rất nhiều than. Bây giờ sẽ đi khám phá qua quanh cái khu này một tí. Rồi. Lại sắp đầy dương rồi. Cắm được rồi. Có tiếng bò nhỉ. Ôi. Giật cái này. Đờ mơ mày. Những tình huống chớ trêu. Có xương rồi. Xương là bột xương để cho cái cây nó lớn nhanh. Mình không biết là tập trước có bạn nào kêu mình làm cái bột xương để cho lớn nhanh. Nhưng mà thực sự là mình đã bỏ rồi nó có lớn đâu. Ủa không xem video à. What. Kim cương. Đây tầng mấy ta. Tầng 37 mà đã có khu mùa hoang rồi à. Mà đâu có tiếng zombie nó cứ ở đâu nhỉ. Mình cần lấy cái đất. Rồi. Cần rất nhiều đất. Này. Và sẽ đưa ta đi đâu. Đến những nơi mà ta không biết được. Đó chính là những cái nơi cực kỳ kỳ bí. Nước nó dột này. Bên đây chắc đi rồi. Oh. Hello. Ok. Kệ chỗ này tạm thời kệ đã. Nói chung là biết được dưới đây có khu mỏ bỏ hoang rồi. Nhưng mà bây cứ đi lên đã. Lên đã rồi mốt xuống sau. Lấy đất thì lấy đất cho dễ phân biệt. Có nhiều tiếng lạ quá mà tiếng bò nữa cơ. Dưới đây có bò nó mới kinh. Ok. Nói chung là đây là cái chỗ khu mỏ bỏ hoang này. Nếu mình lấp đất vào. Lấp với chỗ này vào cho nó
mỹ quan tí. Đó. Mốt mình sẽ làm một cái máy farm nhện ở dưới đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên. YOLO. YOLO YOLO. Đỏ phét. Rồi. Yes. Oh, đi lên đường này mệt đây này. Đứng đây rồi. Đó fuck. Wow. Đây. Cứ tưởng con cùng như này chứ. Bây giờ chúng ta phải lấp đất lại đã. Cho nó mỹ quan. Đây được một cái cây này. What? À cái cây này. Chặt luôn. À, đang cần mở rộng đất còn hiểu không? Để tự dụng đi. Bên còn nhiều việc phải làm. Có nhiệm vụ đâu ta? Mình phải làm được cái nhiệm vụ nữa chứ nhờ. Đây. Mình đã làm được trồng mềm cây này. Khám phá cái đúng ion. Nếu như đúng mọi người chỉ thì xong rồi này. Tạo len này. Tạo len. Rồi về tạo len nhá. I believe I can believe I can believe it. I can't believe. Tập này ngáo thế. Ngáo thật thế. Ngáo fake cả VIP. Tạo ra nhỉ. Đây đúng không? À, vậy là cần 4 này. Rồi. Thế là tạo xong nha, xong nhiệm vụ nha. À, tạo ruộng và trồng lúa để lấy 32 bó lúa. Ok, vậy tập này sẽ tạo ruộng. Bây giờ tập này mình sẽ làm ruộng. Mình nghĩ là mình sẽ không làm ở đây. Mình sẽ bơi vào kia mình làm. Nhưng mà không có hạt giống. Không có hạt giống anh em ơi. What the f. Không có hạt giống sao trồng. What the fuck. Ủa không có hạt giống sao trồng ơi. Đùa nhau à. Không có hạt giống. Thế cơ. Không có hạt giống cái này. Nó không cho mình hạt giống à? Hình như tập trước mình vứt hạt giống đi vậy. Mình cứ thấy nghi nghi. Ủa. Nhiều bạn kêu là ánh sáng ở dưới kia là dân làng. Dọc cái lửa gì đó. Mấy cái lửa này. Vậy. Cháy thì cháy ngày cháy đêm. Cháy tí hay chứ mấy ông. Dập. À. Con đảo này không có lúa. Chắc là phải bỏ nhiệm vụ trồng lúa ấy rồi. Bởi vì mình không thấy lúa. Ok. À không có hạt giống rồi sao mà trồng lúa. Cái bình dương cũng lớn rồi này. Giờ mình là chốt tẩy gỗ này rồi. Lock of the wood. Có lúa có làm được lúa không? Không được này anh em ơi. Vậy là có lẽ mình sẽ hủy cái nhiệm vụ đi bởi vì mình không có hạt giống. Và ai nghĩ ra cách nào để trồng hạt giống à, hoặc là nó sẽ hạt hay là mấy cái cỏ nó tự mọc nhỉ? À hiểu. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Mình đã biết cách để làm hạt giống rồi. Từ từ các bạn đợi mình tí. Mình sẽ làm hạt giống ngay bây giờ. Lập đất rồi đã. Lập đất hồ này vào. Rồi. Đây nữa. Rồi hết đất luôn rồi. Rồi mình sẽ làm hạt giống này. Đây bỏ cái xương này vào đây. Chúng ta sẽ làm hạt giống bằng cái này. Chiu. Fuck. Đấy có hạt giống rồi nè. Ngon. Cũng thông minh ấy nhỉ. Rồi được hai hạt giống nhưng mà không sao, tập này chúng ta sẽ đi làm một cái farm. Nhưng mà trước tiên là chúng ta đã hết đất rồi. Mình cũng nghĩ là chúng ta có thể hết đất nhanh vậy thôi, kệ mình lại phải lấy lại cái số đất này thôi chứ bề biết lấy đâu đất nữa. Mình phải hy sinh cái giống đất này thôi để thay bằng cát vậy. Tạm thời thì mình chưa có thể làm cái khu nhà bằng toàn bằng đất được. Thế nên phải thay bằng cát vậy.
Tạm thời thôi. Từ từ chúng ta sẽ cho chỗ này thành đất hết. Fuck. Thực sự là cát nó cũng quý nhưng mà không quý bằng đất. Đây, đây. Ở đây. Ok. Ok 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 rồi. Đây nữa. GG. Mình lấy hết, mình biến thành hòn đảo này thành hòn đảo cát rồi. Perfect. Ok rồi. Rồi. Giờ chả biết cái chỗ lần trước mình đào xuống ở chỗ nào nữa rồi. Fuck. Bên chỗ này rồi bây giờ sẽ đi ra ngoài kia. Là đi ra ngoài đâu? Ra ngoài chỗ ra hòn đảo cát đây. Mình sẽ làm một cái farm ở đây. Teng. Nếu mà kiếm được một cái ngôi làng thì cũng khá là mệt. Một cái farm ở đây. Hợp hựa. Ở đây có dưa hấu à? Ok. I love you chick chick. Nha. Nếu như vậy thì ok. Đã hiểu, đã hiểu, đã hiểu, đã hiểu. Ấy gì? Gì gì? Gì gì? La 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 la. Trồng trồng lúa ở mấy chỗ này rất là đơn giản nha. Ồ phải. Vừa nói đơn giản cái nó cho khó luôn. Ồ kìa. Công kênh vôn. Rồi lấy lại được rồi. Chúng ta không sợ thiếu gỗ nhưng phải sợ thiếu đất rồi. Cái trò này. Đôi khi đất nó không bao đủ. Rồi. Này. Đây rồi. Này. Ây. Ây. Ây rồi, gì, 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 rồi, đấy. Thế sẽ làm một cái ruộng đây. Làm ruộng đây thì sao không bao giờ bị hư hại các kiểu. Không sợ thiếu nước nữa. Lúc nào cũng có nước. Em về đi đây, em về đây. Sao nào, bề sới, sới đất. Tiếng, tiếng, tiếng. Mà khi chúng ta làm mấy cái chỗ mà nó nhiều nước chúng ta sẽ không sợ nước nó bị sẽ bị khô đấy. Không sợ đạp lên nó sẽ bị khô ấy, kiểu vậy. Ủa, có mía à? Bây giờ sẽ trồng mía ở gì à? La 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 la. Ủa còn đất à? Trồng luôn. Trồng cái hết đất đi. Ồ mình đang tự tạo ra cho mình một cái chỗ để mà mình sinh tồn. Mà mình vẫn chưa có giường. Bây giờ trồng hạt giống. Ở trong ô gì 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 hết máu hết máu hết máu ăn dừa ăn dừa. Ồ có một cục à. Ồ tạm thời vậy đã rồi về. Fuck vừa đâm bể cái thuyền rồi làm một cái thuyền mới thôi. I believe I can say vậy là bên đây sẽ là chỗ trồng lúa với trồng mía rồi. Bây giờ chúng ta sẽ về lại chỗ cũ. Ôi vai tự bóp ạ. Đang kiếm thêm gỗ để xây lại một cái con thuyền đại thuyền này. Ok. Rồi chỗ mà đây có cá này thấy chưa. Ăn cá hồi phục rất nhanh. Bây giờ mình sẽ xuống mình farm với con nhện để mình làm một cái. Xuống farm mấy cái con chúng làm một cái farm nhện để chúng ta có thể làm một cái giường để chúng ta ngủ. Wow. Ta phải lấp ở trên là đất hết rồi. Trời ơi. Giờ đi kiếm lại cái chỗ kia mệt thế này. Fuck ô tô. La 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 la. Đây chỗ nào nhỉ? Chết thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ không nghe được tiếng của thiên nhiên nữa. Lên lại nào. Có thêm 16 đất rồi. Bây giờ chúng ta phải để đất nó bù đắp với những cái chất điện giải ở phía dưới. What the điện giải? Đâu nhỉ? Chỗ nào nhỉ? Chỗ này à?
Không phải vậy. Chỗ nào ấy cơ? Ôi bề cây cối xùm thế này. Cái này, đây chỗ này. Đấy mình không nhớ không nhầm thì nó sẽ chỗ này. Đấy. Rồi để luôn đi. Đi xuống dưới đây. Ây. Rồi, phone. Đi xuống đây. Chỗ phạm diện ở dưới đây đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng làm một cái chỗ để farm con nhện này. Ồ, con lapis nè. Xem nào. Muốn farm được nhện đây là các bạn cần phải có cái cát. Sau đó chúng ta sẽ làm một lại thiếu ạ, đây. Đây, rồi chúng ta sẽ làm một cái chúng ta tạo ở đây. Đây. Công kênh. Cái nút nó bị nhạy quá anh em ạ, thì ra là vậy. Đây, ta sẽ làm một cái này. Đấy. Cái lò nung rồi, sau đó chúng ta sẽ nung cái này lên. Để chúng ta sẽ làm một cái máy farm nhện này, chúng ta cần mấy cái kính. Nếu không có kính chúng ta sẽ không thể làm mấy cái máy farm nhện được. Rồi đây, đào mấy cái này ra. Cho rộng mà. Đây. Cố gắng. Ta ta ta. Thôi không hát nữa, hát họ vớ vẩn. Ok. Đây. Có tiếng bò kêu mà không biết đâu nhỉ. Tiếng bò thở, kiểu thở. Ok kìa. Vẫn thở được cơ. Đây. Đấy có tiếng bò kìa. Lấp mấy cái trên này. Lấp mình. Ồ đấy. Cửa này sẽ để đi qua đây. Cái cửa. En. Đấy. Vậy là chỗ này nhìn cũng khá được rồi. Lấy cái giường ra. Ở đây. Mình sẽ phải làm một cái đường nào để nó đi vòng từ trên đây vòng qua bên đây. Nó sẽ không liên quan gì đến cái chỗ này hết. Nhưng mà từ từ á. Bây giờ phải làm cái đường để cho nó xuống dưới đây. Mình là cái thằng làm máy phao gà lắm. Nhưng mà kệ. Biết làm sao. Rồi cũng có vẻ ok đấy. Mình sẽ để mấy cái kính ở xung quanh. Và mình sẽ có thể làm mấy cái kính kia. Xem nào. Đâu rồi ta? Thôi kệ, lấy kính này luôn. Bằng việc để kính này thì khi mấy con nhện nó spawn nó sẽ không thể bút đùa ở đây được. Đấy. Là ý mình là như vậy. Giờ mở thôi, mất cái kính rồi phải. Rồi trong cái thời gian này mình sẽ phải đi lên mình khai thác thêm cát à. Ok. Bây giờ phải làm cái đường nào để cho nó lên xuống một cách dễ dàng hơn à. Chắc phải đào như thế này. Làm nó thành một cái bậc thang đi đường vòng. Kìa. Đây. Là nó mấy cái bậc thang kiểu đi đường vòng rồi này. Đuốc đi các kiểu. Rồi, đuốc. Số 2. Đây. Rồi, đào đường này. Mất nhiều thời gian vào mấy việc này. Con nước. Mình đang đi đến chỗ con nước. Đây. Đây đấy. Cũng được. Đi như này, đi như này. Như này, như này, như này, như này, như này, như này, như này. Xuống dưới đây. Để mình đang cố gắng làm một cái đường đi vòng qua bên kia nữa cơ. À, đây. Không, chết rồi. Ủa bên đấy còn con đường à? Ô.
Ôi nó sâu. Vậy là mình cứ để tạm này đã. Vãi, tự nhiên nó lòi ra đâu ra cái đường này. Đây. Vậy đây. Đây. Sẽ đây sẽ là cái đường xuống dưới đây để farm mấy con nhện ở đây. Bây giờ còn phải đào sâu xuống nữa, đào sâu xuống một tầng nữa. Bây giờ mấy con nhện nó chúng nó có thể spawn và nó bám vào cái lồng luôn. Mấy con nhện chúng ta cần nước. Đây. Không sao, cứ từ từ. Cứ từ từ. Ôi, giật cả này. Vãi. Ta. Có thể mình sẽ làm cái này nó hơi gà. Ai không xem thì có thể lướt. Bởi vì mình không muốn nghe chửi từ mấy cái thằng vớ vẩn nữa. Mấy thằng vớ vẩn nó chửi mình nhiều quá rồi. Mình bẫn con ngựa nó cảm rồi. La. Máy farm nhện. Cần phải đào xuống hai ô hay là chỉ cần một ô được rồi nhỉ? Tí lên lấy thêm cát nữa, trên kia nhiều cát lắm anh em ạ. Nó sẽ thay 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 thay, thay đá bằng cát. Bây giờ khoa học nó tiến bộ hơn ngày xưa nhiều. Thế là chúng ta có thể lấy cát thay đá. À, không, lấy đá thay cát phải. Đấy. Và chúng ta sẽ làm một cái khu này nó thật là hoành tráng. À, có sắt nè. La. Đấy. Cần đào xuống hai ô đi để cho dễ farm ấy mà. Mình đang không hiểu mình đang làm gì nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng cải tiến nó vào tập sau. Chứ tập này đến đây đấy. Xong hết rồi đấy. Bật mí anh em biết xong hết rồi. À, ta-da. Đấy. Phun dương rồi đấy. Không nhặt được đồ nó phun dương rồi đấy. Và mình phải cần rất là nhiều. Rất nhiều thủy tinh luôn. Đây mình sẽ cố gắng làm cái đường nó leo lên. Leo lên trên. Phải tìm cái đường nó leo lên trên. Leo lên trên. Đây. Đây sẽ là cái đường leo lên trên. Ê! Vãi cả bếp. Lạc vào xứ sở thần tiên rồi. Vãi cả bếp rồi. Ơi ơi. Đây ở đâu rồi? Hang sâu sẽ toán. Ôi có vẻ như đây chỉ là một cái hang ấy, chả có gì. Tại sao mình xuống dưới đây? The fuck. Why? Ok. Có lẽ mình sẽ dừng tầm này đây. Và nếu các bạn thích thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video cho mình nhé. Và nếu như các bạn nếu ít người xem quá thì thôi mình nghĩ sẽ dừng series đây. Và nếu như mà vẫn nhiều người xem thì mình sẽ vẫn làm tiếp. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nếu có.